1 giờ sáng tại sân bay Vancouver. Đông hơn mọi khi, nhưng không khí lặng lẽ hơn. Những người dân mang nến và hoa đến đây để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những đồ chơi trẻ em và cả những dòng chữ viết vội trên những tờ giấy gấp hình máy bay. Chúng tôi không có người quen trên chuyến bay, nhưng đến đây để chia sẻ nỗi đau cùng tất cả mọi người. Hai vợ chồng tôi cũng vừa mới trở về từ kỳ nghỉ ở Ai Cập. Thảm kịch này đã có thể xảy ra với chúng tôi, thật sự khủng khiếp. Đã có rất nhiều đứa trẻ. Nhiều người theo dõi thông tin và chờ đợi chuyến bay đặc biệt của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đưa các thi thể nạn nhân từ Ai Cập trở về. Kế hoạch ban đầu là chiều tối, nhưng phải đến gần 12 giờ đêm máy bay mới cất cánh từ Cairo. Và dự kiến sau ít nhất 5 tiếng đồng hồ mới về đến Saint Petersburg. Tôi nghe trên radio và biết trong hôm nay sẽ có chuyến bay đưa họ về. Tôi ước thảm kịch này đã không xảy ra. Giờ có thể nói gì đây? Thực sự là khó khăn. Tôi vẫn thường đi máy bay và các con cháu tôi cũng vậy. Cả nước Nga treo cờ rủ trong ngày quốc tang ngày 1 tháng 11 để tưởng nhớ 224 nạn nhân xấu số trên chuyến bay mang số hiệu 9268. Riêng tại Saint Petersburg, ngày tưởng niệm kéo dài trong 3 ngày. Có đến 132 người dân thành phố đã ra đi trong tai nạn thảm khốc này. Thương tiếc Peter, tưởng nhớ 9268. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên, hàng trăm bông hoa đã được mang đến đây, ngay tại cửa đón của sân bay Vancouver. Nỗi đau này quá lớn đối với thành phố Saint Petersburg và của tất cả những người Nga.